Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại trận đấu đầu tiên của bảng F nha mọi người. Trận đấu của A Béo S, Boss Thiên Sơn, trang bị cao nhất của Tân Thiên Long 3D, S29. Và một boss đường môn của server 28, hai server mới gặp nhau, nói chung là cũng không mới lắm mà cũng không cũ lắm. Nó kiểu mới mới hơi hơi. A béo đủ kháng thiên vương không ạ? À? Dư xăng luôn. Không biết đủ không mà là dư xăng đó. Rồi bây giờ chuẩn bị có hiệu lệnh thì mọi người sẽ được đánh nha. Ở bên cụm Thịnh Thế là hai nhân vật này cùng chung chung phe hay là khác phe mọi người? Bên cụm Thịnh Thế là hai nhân vật này chung phe hay khác phe? Ồ, Lê Tùng Vân cũng để đầu chùa kìa, nó mới nói kìa. Bên cụm Thịnh Thế là A Béo này với lại Big Daddy là chung phe hay khác phe vậy mọi người? Cùng phe họ ghè quá nữa hả? Tại với lại ủa có ghè không mọi người? Trời ơi sao mọi người nãy giờ cứ tôi đâu có đụng cái đâu có đụng tới cái mic đâu mọi người. Kỳ vậy. Chừng nào ghè thì mọi người nói giùm tôi cái nha, tại vì tôi muốn có cái clip nó có âm thanh nó ok một tí xíu. Tại vì hai hôm trước nó quay nó rất là bình thường, không biết hôm nay không biết nó tới tháng hay sao á. Khi nào có hiệu lệnh thì mọi người mới bắt đầu đánh nha. Ừ, cái ông nào cứ bảo ghè hoài thôi, nãy giờ làm tôi chỉnh qua chỉnh lại, càng chỉnh càng ghè thì có. Rồi chuẩn bị nha, có hiệu lệnh nha, bây giờ chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Để xem sức mạnh của A Béo Thiên Sơn và sức mạnh của boss đường môn Big Daddy. Chị nghe rõ ha, ok em chào chị Nhàn nha. Ok, rồi bắt đầu rồi mọi người ơi, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tại vì mình mở mở mic lớn quá đó, để mình mở mic nhỏ lại. Ôi phải chưởng bay qua đây hồi nào rồi, sorry mọi người nha má. Không hiểu vì sao mà tự nhiên biết ta đi chết rồi, nó lo chỉnh cái mic đó.